Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay là mùa xuân tháng 5. Vào tháng 5 thì chúng ta có hoa bồ công anh hay còn gọi là dandelion. Hoa bồ công anh thì chúng ta sử dụng từ bông cho tới rễ. Bông, cọng và lá thì chúng ta thường làm salad. Còn rễ thì nấu trà, lá cũng nấu trà được. Và lá và rễ chúng ta có thể phơi khô để mùa đông mà nấu trà. Hôm nay thì Thủy đi hái hoa bồ công anh để làm dầu bồ công anh và giấm táo với bồ công anh. Dầu bồ công anh thì dùng để thoa da cho mịn màng và trị những cái vết cắt nho nhỏ như là bị trầy trụa, rất là hữu hiệu. Còn giấm táo bồ công anh thì Thủy dùng để mà rửa da cho sạch mỗi tối trước khi đi ngủ. Xin mời quý vị theo dõi, và nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị.